Những kẻ đáng thương trong One Piece. 1. Đao phủ chém tàu T-Bone là cựu phó đô đốc hải quân, kẻ luôn coi trọng cấp dưới và bảo vệ người dân vô tội hết mức, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để cứu họ. Phương châm của T-Bone là làm 100 việc tốt mỗi ngày. Thế nhưng vào Chap 1082, ông lại bị chính người dân của vương quốc BB để đổi lấy tiền cứu gia đình khỏi nạn đói. Quả là cái kết buồn cho T-Bone. 2. Linh cẩu Bellamy từng là thuyền trưởng của băng Bellamy và được một chân trong gia đình Don quý sót. Hắn được xem như một tân binh tiềm năng cho cái thời đại mới này. Hắn dần mất niềm tin và nghĩ rằng chỉ có kẻ mạnh mới sống sót. Sau khi nghe tin có Luffy mũ rơm được treo thưởng 30 triệu Belly đang ở quán rượu, hắn liền tới với một thái độ kinh ra mặt và chê cười vụ đảo trên trời. Nhưng khi biết được sự thật lù treo thưởng tới 100 triệu lận khiến hắn điên máu hơn, thì Luffy lại tìm tới để đấm nhau. Cái kết thì One Hit One Kill, Bellamy gục ngã. Vậy còn bạn thì sao? Bạn còn biết những kẻ đáng thương nào nữa? Hãy bình luận vào bên dưới nhé.